là như khi mà mình chia ra cái bên này là mình có một cái card nè, một cái card ở dưới này mình cũng có. Các bạn thấy là khi mà thầy di chuyển thì nó không có chạy cái hover. Rồi khi mà thầy đưa con trỏ bên này, các bạn thấy là nó hover theo cái chuột nè, nó hover theo chuột, chưa xử lý sự kiện ha, chưa xử lý, mình chỉ để xử lý cái phần hover thôi. Ở phía bên trên này mình có bài viết, có video. Video mình sẽ đi search cái icon của video xem. Search icon của video. Đây, mình lấy cái icon này. Lấy chuột vô đây. Copy. Rồi mình đưa vô cái code của video, nhớ là đặt bên trong thẻ A luôn để cho nó khỏi nhảy. Này, video giới thiệu thì cái hồi nãy mình đã tìm rồi là gì? Info, chữ y trong này có không? Info. Coi thử người ta dùng gì. In đậm đây, y đậm đây. Copy code bỏ vô giới thiệu. Rồi còn gì nữa? Sự kiện. Rồi cho xuống dưới này. Sự kiện. Calendar. Nó giống như là một cái calendar đúng không? Rồi, ví dụ như mình lấy cái này đi. Sự kiện. Rồi, một cái nữa là tài khoản. Rồi, tài khoản. Mình dùng cái account ha, bất kỳ cái nào cũng được. Ví dụ như mình dùng cái account này đi. Tài khoản lưu lại. Rồi. Bài viết, video, giới thiệu sự kiện, tài khoản. Như vậy là mình đã có xong. Ví dụ chỗ này mình để thêm cái lá cờ tiếng Anh, tiếng Việt vô. Căng vậy. Có không? Không có. Tìm gì ra lá cờ. Lát rồi, ra lá cờ gì á. Rồi các bạn đi tìm cái icon nào đó mà nó có cái icon của tiếng Việt, tiếng Anh bỏ vô. Hả, có không? Có VN thôi, mình thử tìm từ VN thôi. Không thấy luôn. Rồi, ok, thêm vô. Như vậy thì mình đã có được cái bài của mình. Bây giờ các cái icon này thì lấy cái icon bỏ vô là xong rồi đó. Rồi, ngay chỗ này để cho nó hover. Hover. Thì ở phía bên cạnh ở chỗ này duy trì vóc dáng dầu dừa đây. Thầy đang dùng ở chỗ này một cái thẻ lead group, thì chưa, các bạn có một cái lead group biết ơn đời, đời sẽ thương đây chỗ này. Đó, thầy đang sử dụng một cái lead group. Thì trong cái lead group đó
thì sẽ có liên quan một cái thẻ A lớn, một thẻ A lớn cả một cái đoạn luôn. Thì trong cái thẻ A đó thầy sẽ chia ra một dòng, một dòng, và trong cái dòng đó thầy chia thành hai cột, một cột là thầy chứa cái hình, một cột là thầy chứa cái text, được chưa? Như vậy thì các bạn thấy là ở đây cái hình nó sẽ tự nhỏ lại đúng theo cái khu của thầy, đúng theo cái khu của thầy. Cái hình này nó lớn nhỏ không có giống nhau, nhưng mà khi mình chia ra từng cái phần, chỗ này nguyên cái đoạn này là 12, mình chia bên này 4, bên này 8 nha, 4 8 là tự động nó vô khuôn. Và cái hình của mình thì thầy có chia, thầy đặt cho nó là thumbnail để cho nó nhỏ lại, thumbnail cho nó nhỏ lại. Và cái MR là margin right trừ 3, tức là 3 pixel. Margin tức là nó canh lề xung quanh á, là margin right để cho cái hình của mình nó canh lề một bên. MR trừ 3. Rồi cái này thì nó tự động nó thu cái hình lại vừa đúng khung, thu cái hình của mình vừa đúng cái khung. À, cái thẻ của mình thì mình sẽ để nó là một cái list group item, list group item action ha, list group item action. Thì khi mình đưa con trỏ vô nó hover cho mình. Còn đối với lại cái bài ở phía trước chỗ này, mình đưa con trỏ vô nó im lặng nè. Cái chỗ là chế độ tập, chế độ dinh dưỡng đó. Chế độ tập, chế độ dinh dưỡng. Đây, chế độ tập, chế độ dinh dưỡng. Đây, list group item. Đây, list group item của mình đây. Các bạn thấy có gì khác chưa? Nó có rồi đó, nhưng mà cái màu của nó không rõ hơn. Thấy cái màu nó khác chưa? Đó. Có không? Di chuyển con trỏ có không? Không. Nó mình thêm class đó vô là xong. Thêm class vô. Action. 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 Nè, có màu nè. Mình di chuyển nó có nè. Nè. Đó, vậy thôi. Mình hover nó có đó. Nhưng mà do cái màu nó hơi sáng giống giống nhau cho nên mình nhìn không rõ. Ừ. Đổi cái màu đúng không? Thì mình đổi cái màu của cả cái chủ đề luôn. Của cả cái chủ đề luôn. Chứ mình không đổi riêng cái màu. Thì lúc này mình sẽ dùng cái ví dụ như là mình đổi màu lên nền. Mình đổi màu nền và đổi màu chữ thành màu tông tối và tông sáng, thì nó đổi nguyên cái cụm luôn chứ mình không có đổi từng cái.